but it feels so good, so good. Chết mẹ rồi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Với tao, bác dần của tao sẽ bắn chúng mày thành tổ ong. Mày cười cái gì? Mày đã quá tự tin nên là quên đánh chốt rồi em ơi. Nani? Hey, mày nó cay quá. Anh xin con chốt nhá. Thằng chó. Nhưng mà mày ăn được cây chốt của tao thì mày định làm gì nào? Nhờ có con chốt của mày mà tao đã gọi được vị tướng chủ lực của tao rồi. We'll be right back.
Hơn 70 tuổi mà chứ chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.